Mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem clip của Phát Thái TV nha. Rồi hôm nay đến chỗ của Linh Phan có một số hoa mẫu đơn rực rỡ hoa hết trơn, muốn giao lưu tới toàn thể cô chú anh chị bà con nha. Rồi chào Linh đây. Rồi em chào kênh Phát Thái TV nha, em chào tất cả bà con đang xem kênh nha. Hôm nay con có mặt hàng nè, để giao lưu với bà con là Mỹ vàng, đây hừng sữa, Mỹ tím, Mỹ cam, cam mài lon, rồi đủ loại nha bà con. Rồi đầu tiên là cây mã số 0, là một cây Mỹ vàng chanh nha cô chú anh chị. Mỹ vàng chanh mã số 1 đầu lai. Dạ, cao là 30, tán ngang là 30. Đây, Mỹ vàng chanh nè, hoa nó vậy nè, hoa wow, quá đẹp luôn bà con ơi. Mỹ vàng chanh cái hoa nó một màu duy nhất nha, màu vàng. Cái này nó cỡ bằng bự hơn điếu thuốc xíu nha. Bự điếu thuốc lá, này mình lên mấy chồi ha, lên 6 chồi, bông hoa rực rỡ. 6 chồi với cái chồi nhỏ này nữa là 7 chồi, mỗi chồi lên 3-4 mắt lá chừng này. Cây rất là tươi luôn. Rồi, mình cho giá mã số 1. Mã số 0 con giao lưu với bà con là 1,2 triệu bao ship. Mã số 0, 1,2 triệu. Bao toàn bắt luôn nha. Rồi, xuống cây luôn. Mỹ vàng. Lên tiếp là một mà cây số 1 là một cây Mỹ tím. Mỹ tím. Dạ, cao là 70. Tán ngang là 45. Rồi, xây. Đây, Mỹ tím này. Mỹ tím này thơm nhẹ ha. Dạ, thơm nhẹ. Đây, Mỹ tím này. Lá nó bóng nghe bà con. Dòng này nó là ná với tím sen Vĩnh Châu á, cái hoa nó dễ bị lầm lẫn lắm. Cái này hoành 2-3 đi. Hoành 3, cái thằng đại diện nó vậy nè. Một cốt ha. Dạ, một cốt. Cái này về mình cắt cái này mình dăm ra lại còn lại một cốt này lên chi. Dạ, cành rất là đẹp luôn. Rồi, mã số 1 con giao lưu với bà con 900.000 bao ship nha. 900.000 Mỹ tím. Dạ. Rồi, xuống cây. Cây mã số 2. Cây hường sữa. Cây này hường sữa nha bà con. Dạ, cao là 72, tán ngang là 45. Rồi xây dòng đây, cây này một cốt luôn ha, rất là nhiều trời. Dòng này thì nó giống cái hoa vàng hường lục đỏ tới khoảng 80-90% nha bà con, nhưng mà cái hoa nó khác con cái là vàng hường đỏ thì hoa này nó nở ra màu vàng, con này nó nở mới nở ra cái màu nó hơi sữa sữa trắng trắng ha, nên kêu bằng vàng này là vàng hường sữa nó vậy đó, hường sữa. Dạ, mình vị trí này là 8, cái này về bà con bò mấy nhánh này ra, cắt bỏ ra hết giống. Dòng này rất là dễ nhân giống nha. Dạ. Đó. Rồi mã số 2 giao lưu với bà con là 350 bao ship nha. 350 bao ship toàn quốc luôn. Tiếp mã số 3. Vẫn là hường sữa luôn. Dạ, vẫn là hường sữa. Màu bông hóa đẹp, quá đẹp luôn. Chiều cao là 70. Tán ngang là 50. Cây một cốt ha. À. Đây, cái đọt nó vậy nè. Đọt nó hơi hồng, đặc biệt cái hoa này. Hoa lên màu sữa rất đẹp. Cây rất sung luôn. Dạ, hoành vị trí này là 8 luôn. Hoành 8, cây trưởng thành luôn. Dạ. Đó, dòng. Rồi, mã số 3 giao lưu với bà con là 350 bao ship 350.000 luôn. Rồi, lên tiếp mã số 4 là một cây cam đài loan chân dài. Cam đài loan. Chân dài nha bà con. Dạ, cao là 101. Cao 1m1. Tán ngang 40. Dòng cam đài loan này cái cánh hoa nó dày mà nó lực lượng nó rất là khỏe nha. Nè. Cây này lên búp nha bà con. Dạ, cây búp. Rồi, cái này thân một cốt thân chậu luôn ha. Dạ, cây thân chậu. Thành đo hào hảo đi. Dạ, lên vị trí này 5. 5. Rồi. Kéo cái thoát thân đây. Cây này cái thoát thân cao. Thoát thân là 60. Chia cành. Rồi, cho giá luôn. Rồi, mã số 4 giao lưu với bà con là 700k bao ship nha. 700.000 bao ship toàn quốc luôn. Dạ, cây có đi xa mất nước cô chú mình. Về chăm lên lại là cây bình thường nha cô chú chị. Lại đi xa. Tại vì nó hút nước mà thiếu nước cây bắt. Dạ, cái bông nó bị hiếu mà. Xào lá. Xào lá tí. Dạ, à. Cao 100. Tán ngang 40. Cầm đài loan đây, cái cánh hoa nè. Cánh hoa nó ship rất là dày luôn. Cây hoa mỗi chồi mỗi hoa. Đó, cái này thì cũng tương đối như cây nãy. Thân đại diện 5 đi. Dạ, đại diện 5 đi. 5 nè. Nó vậy đó. Thân cái này là 65. 65 lên đó, này mình về mình cắt nhánh ra mình dăm cũng được. Dăm. Rồi giá luôn. 5 con giao lưu với bà con là 700k bao ship luôn. 700.000. Rồi xuống cây luôn. Mã số 6. Mã số 6. Cam đài loan. Dạ, cao 115. Tán ngang 40. Cây này cũng chân dài luôn, một cốt sạch luôn. Cái này cắt ngang cái nó là tàn. Này lên chuẩn bị lên nụ nhau con. Nè, nó túm tờ chồi là nó ra nụ á. Cái này cũng hào hào đi 5 đi anh ơi. Quỳnh 5 đi. Chung nó chung một lô vậy mà. Dạ, xuống giống một lượt ha. Dạ. Rồi giá luôn. Mã số 6 giao lưu với bà con là 700k bao ship. 700.000 luôn, bao ship. Rồi xuống cây. Rồi, tiếp mã số 7.
cam Đài Loan. Cam Đài Loan luôn. Cao 100. Tán ngang 40. Cây này chân dài, chân dài mà lên nó túa cái tàn ra rất đẹp. Nè, mới nở ra cái màu cam cam vậy, tới chừng mà hoa nó già nó chuyển sang muốn thành màu đỏ luôn á nha. Đó, đúng rồi. Nè, hoa nó muốn qua màu đỏ luôn á. Này cũng chung lô luôn anh ơi. Chung lô, quanh năm luôn. Dạ, hóc phân là được 70. Cây này sung ha, thần chậu cái chậu lên vậy nè. Đó. Rồi, mã số 7 giao lưu với bà con là 700k bao ship 700 nha. 700.000 bao ship luôn. Rồi, lên tiếp mã số 8. Số 8 vẫn là cây cam Đài Loan. Dòng này siêu bông nha bà con. Đó. Rồi mình cho chiều cao chi tiết coi. À, chiều cao là 75. Tán ngang là 38. Đây hoa nó nè. Cây rất là sum luôn nha. Cây non là hảo đây. À, vị trí này là 4 nè. 4. Rồi giá luôn là lên đây. Rồi mã số 8 giao luôn với bà con là 450 bao ship luôn nha. 450.000 bao ship luôn. Rồi xuống cây. Rồi lên tiếp mã số 9. Mã số 9 là cây cam Đài Loan. Dạ cao là 75. Tán ngang là 45. Hoa siêu hoa. Như cái chồi này bông này chưa nở mà đây lú cái chồi nữa. Hoa nó cứng lắm nha bà con, cứng dày. Dòng này mã số 9 thì cũng hoàn hảo luôn. Em đang độ hoàn thân này. Có phân cái này khoảng 40. Cái này hoàn thân cũng 4 cỡ cây rồi ạ. Dạ cái này chung lô. Rồi. Mã số 9 cũng giao lưu với bà con là 450 bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn, 450.000. Bao tận nhà luôn, phí ship luôn. Giá này cũng vừa chơi bà con ơi. Nhất mã số 10. Là một cây cam Đài Loan. Chiều cao là 65. Tán ngang là 50. Đây, hoa nó vậy nè. Quá xa cái hoa luôn, cực kỳ đẹp. Này kéo cái thoát thân. Thoát thân là 35. Rồi, cái hoành này cũng 4 vậy luôn. 4 xuống cô chú anh chị. Mình bao 4 đi nhưng mà về ví dụ có cây nào lớn hơn 5 thì cái đó ngợi cho bà con nha. Rồi, mã số 10 con giao lưu cho bà con là 450 luôn nha. 450.000. Rồi, xuống cây. Rồi, lên mã số 11. Cũng là một cây cam Đài Loan luôn nha cô chú anh chị. Cây này cái tàn đẹp mà hoa thì thôi, khỏi chê. Cao là 70. Tán ngang là 40. Quá trời. Cái tàn nè. Nó túi cái tàn ra, nếu như mà nó nở gọn ở trên nhìn xuống vậy là không thấy lá đâu chân. Ha, nó phủ hết nguyên một cái màu. Cái này hốt thân 35. 35. Cũng hoành vậy luôn nha bà con. Cũng có 40 nha bà con. 4. Rồi mã số 11 giao lưu với bà con là 450 bao ship nha. 450.000. Rồi xuống cây. Rồi lên tiếp mã số 12. Cam Đài Loan luôn. Dạ, cao là 75. Tán ngang là 45. Lô này thì trồng thì chăm sóc nó một cái form vậy đó. Rất là đẹp. Nói chung là đều với nhau. Thấp thân thấp cũng... là 40. Đó, tương đương mình cũng 4 luôn nha bà con. Tương đương 4 này, mã số 12 con giao lưu với bà con là 450 bao ship. 450.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên mã số 13. 13 vẫn là cam Đài Loan. Dạ cao là 70. Tán ngang là 45. Đây, cái hoa nó nè, nó thở như vậy nếu như mà cái hoa này nó còn ha là không thấy cái lá đâu chân á. Bích vậy đó. Cái này hốt thân 40. Hoành cũng có 4 luôn mấy anh chơi. Rồi, hoành 4 34 trở lên đi. 34 đi. 34 nhưng mà có dư rồi mình hưởng ha. Dạ, rồi. Mã số 13 cho luôn rồi con là 450 bao ship nha. 450.000 bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 14. Mã số 14 vẫn là cam Đài Loan. Cái này nó cao nè. Nó cao tới 85. Tán ngang là 40. Đây cái búp nè. Hoa. Cái này nó quá đẹp luôn. Nở đấy. Cũ nở luôn ha. À, cũ nở nè. Rồi hoành 4 luôn. Rồi, cũng 4 luôn. Cái thấp thân. Thấp thân là 35. Rồi giá luôn. Rồi mã số 14 con giao lưu với con là 500k bao ship nha. 500.000. Ồ, xuống, xuống cây luôn. Rồi, lên tiếp số 15. Cũng là một cây cam Đài Loan. Cây này đẹp nè. Cây này có cái phong tàn đẹp. Đã cao là 70. Tán ngang là 45. Cái hoa nó nè. Thân nó lắc nè bà con. Đây, nó mới nở rồi. Cái bông này bông già nè. Nó nở đúng sức của nó vậy nè.
thân ở đất nè, cũng hoành cũng tương đương là 4 đi. Hoành 4 đi. Thân. Có thân là 40. Rồi. Mã số 15 giao lưu cho con là 450 luôn nha. 450.000 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 16 này hổng tới nước cho nó quéo đọt, sụ đọt. Đây, chiều cao là 65. Tán ngang là 40. Đây, cây này lên đơm hoa rất là nhiều nha. Rồi, cái này thấp thân. Thấp thân này thấp thân 25. Quành này cũng 4 luôn. 4 luôn. Rồi, mã số 16 giao lưu với bà con là 450 nha bà con. 450.000. Rồi, xuống cây luôn. Đây, lên tiếp mã số 17. Vẫn là cam đài lo. Dạ, cao là 75. Tán ngang là 45. Rồi. Cây này thôi cho một cốt sạch mà nó lên cái nó chia cái phơm tàn như cây vậy nè. Dạ, hoành cũng có 4 luôn nha đây. Hoành 4 đi. Dạ 4 luôn. Hốt thân là 35. Rồi. Rồi mã số 17 giao luôn với bà con là 450 luôn nha. 450.000. Rồi xuống cây luôn. Mã số 18. Cam đài loan. Cam đài loan cái này đẹp lắm nha bà con. Dạ cao là 70. Ngang là 40. Đặc biệt cái dòng này nó cứng cáp lắm, thân với bông với lá nó cứng dạ. Nó dày dặn lắm. Rồi, cái này hoành cũng 4 luôn này. Hoành 4 đi, mình đo thoát thân. Thoát thân 30. Đây, lên chia cái phơm tàn ra vậy nè. Đó, dạ. Rồi mã số 18 giao luôn với con là 450 luôn nha. 450.000. Rồi, xuống kê luôn. Mã số 19. Là một cây cam này lon. Cao là 75. Tán ngang là 45. Thì cái dòng này nó có cái ưu điểm, có cái là hoa không khi nào mà nó nở mà nó sệ xuống nha bà con. Nó hướng lên trên không à. Vậy nè. Tại vì cái hoa nó đặc rất là cái nhánh nó cứng cáp á, nó nở hướng lên không à. Đó. Cái này thoát thân 30. Rồi. Cũng 4. Hoành 4 luôn. Thì nó rồi, có vậy đó. Số 19 giao lưu với bà con là 450 luôn nha. 450.000. Rồi xuống cây luôn. Đã lên tiếp mã số 20 là một cây pháp cam. Pháp cam. Pháp cam này nó đang chưa lên bông. Cái này cái lá nó cũng sáng sáng mà cái hoa nó cũng giống như là khoảng 80% với con cam đài loan nha con. 90. Này bán pháp cam. Tán ngang 60. Nè, lá nó nè. Như cô chú anh chị nào không rành thì nó dễ bị lầm với thằng cam đài loan lắm nha. Lá này là cái bút này. Chút xíu nữa có cây có hoa mình sẽ giới thiệu nha. Quành thân này mình đo đi. Cũng 4 luôn. Đo trở lại ôn bài đi. 4. Quành 4 luôn. Rồi thoát thân, lên nó chia cái tàn ra. Thoát thân 35. Này. Cái này là đọt chủ nè. Đọt chủ. Rồi. Rồi. Mã số 20 luôn, giao lưu với bà con là 550 nha. 550.000, pháp cam. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên tiếp một cây là cam đài loan. Mã số 21. 20 hả? 21. Số 21 cam đài loan cao là 80 nè, tán ngang 40 nha bà con. Đó. Cây nào cũng có hoa thì tới cái chòi tơ về là nó đang đóng nụ nè, đang vô nụ chơi, vô nụ hết rồi nè. Cây này đẹp nè, để nở nè, để nở. Hoành eo cũng vậy luôn ha. Hoành eo cho 4 đi. 4 luôn. Rồi kéo cái thoát thân đây. Thoát thân là 30. Cái này bà con về mình nuôi cái này lên cho nó già mình cắt rồi mình dâm ha. Rồi, còn cái thoát thân. Rồi giá luôn. Mã số 21 con giao lưới bà con là 500k bao ship nha. 500.000 bao ship. Rồi xuống cây. Đặc biệt cái dòng mẫu đơn là bông trang ở miền Nam nó bông quanh năm luôn nha bà con. Đó nên mã số 22. Tháng nào cũng có hoa chẳng. Cam Đài Loan không? Cam Đài Loan. Cao là 75. Tán ngang là 45. Đó. Cái đặc biệt cái dòng này thì bà con khỏi vô dây, khỏi chỉnh sửa, cho cứ qua một đợt đàn bà con cắt tẻ cái là nó tuột cũng lên sừng đứng vậy nè, nó không có xệ. Hoành 4 luôn. Dạ thoát thân là 40. Hoành thân 4 mà sạch luôn nha bà con. Dạ. Sạch. Rồi mã số 22 giao lưu với bà con là 500k bao ship nha. 500.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Mã số 23. 23. Đây, cái này là pháp cam. Pháp cam ha. Cao 80. Dạ tán ngang là 60. Đó, một cốt mà chia chi cành ra đây có cái hoa nè. Đây là pháp cam, là cái bông nó thưa hơn cam đài loan, với lại cái lá nó dài hơn.
À, nó thưa hơn. Cái này là bán mình giao lưu là pháp cam nha bà con. Cánh hoa nó vậy nè. Nó ship cũng chồng chồng lên, nó cũng giống như hàng cam Đài Loan vậy đó. Cái búp bông nó thưa hơn ha. Dạ vị trí này là 4, cũng 4 luôn. 4. Rồi, cái thấp thân. Thấp thân là 40. Rồi, cho giá luôn lên đây. Rồi, mã số 23 giao lưu với cô chú vậy là 500k bao ship nha. 500.000 bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 24 cũng là một cây cam Đài Loan. 24. Cao là 70. Tán ngang là 42. Nè, cái form vậy nè, form tàn nó vậy đó. Cái này có củ nè. Đây là đế nó lòi lên trơn nè. Rồi, đế nhô rồi ha. Nè, đế nó chảy ra tới đó luôn á. Hoành cũng vậy luôn ha. Dạ, hoành 4 luôn. Thấp thân là 35. Rồi, giá luôn. Rồi, mã số 24 giao lưu với bà con là 450 bao ship nha. 450.000 bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo. Mã số 25. Đặc biệt cái lô này thốt thân cao mà chia cái tàn rất đều. Cao là 80. Tán ngang là 40. Cam Đài Loan. Hoa nó gì nè, đọt nào nó cũng nụ hết trơn. Thốt thân là 35. Này hoành 4 luôn. Rồi mã số 25 giao lưu là con là 450 luôn nha. Rồi xuống cây luôn. Mã số 26. Cam Đài Loan. Dạ, cao là 80. Tán ngang là 45. Cây rất là sung nha bà con. Nè, tược tơ lên nè. Đó, tược con tơ nè. Này nó mới chớm mà chưa nở. Vô nụ. Hoành ra cũng 4 luôn đi anh ơi. Hoành 4 luôn. Đó, này thoát thân lên chắc cũng cả 3 tắc. Hơn 25 à. 25. Đó. Rồi mã số 26 giao lưu với bà con là 450 luôn nha. 450.000. Rồi, xuống cây mã số này luôn. Rồi, lên tiếp mã số 27 là một cây Mỹ Cam. Rồi, tới Mỹ Cam ha. Dạ, Mỹ Cam mà em ghép Mỹ Vàng luôn nha. Rồi, rồi, mình chi tiết đi chút xíu mình vô sao. Chiều cao. Dạ, cao là 55. Tán ngang là 50. Đây bà con ơi, đây, mấy cái chồi nó còn lại nó cũng ra nụ hết trơn nè. Cái này nó nở lên thì thôi khỏi chê đâu được hết. Mỹ Cam hoa nó vậy nè. Hai màu cam và màu vàng. Và đây có một cái tược ghép một bo ha. Này 1 2 3 4 5 mắt lá rồi, lên cái hoa vậy nè, Mỹ vàng chanh nha bà con. À. Rồi, cái này hoành thân rồi, đo trên đây đi. Đo đại diện cho nó đi, cây một cốt. Ở vị trí này là 5. Hoành eo 5. Thì cái cây này thốt thân lên đây mà nếu như khui xuống là tầm phẳng tất này, bà con về nhấp cái nhánh này ra làm giống ha. Dạ. Là còn lấy thốt thân này là cây này đẹp. Đó, lên hoa đơm nụ vậy đó. Rồi, giá luôn. Số 27 giao lưu với con là 500k bao ship nha. 500.000. Rồi, xuống cây luôn. Rất là dễ chơi. Rồi, lên tiếp mã số 28 cũng là một cây Mỹ Cam ghép Mỹ Vàng. Cao là 45. Tán ngang là 40. Cây đặc biệt cái lô này là hoa rất là nhiều nha con. Nè, nụ lên vậy nè. Đây, cái hoa Mỹ Cam nè. Đó. Rồi, đây là cái chòi này nếu như bà con về mà con nuôi lại á, thì sau này là cái chòi đỉnh nó là sẽ là Mỹ Vàng chanh nha. Đó. Cái này nó một cốt mà. Nhưng mà nó nhảy nhảy. Ngón tay giữa đi. Nó quá sung nó nhảy nhiều thân. Đó. Nó không có lọc ra cho bà con. Cái này để bà con về bà con lấy nhánh dầm làm giống luôn. Rồi, mã số 28 giao lưu với bà con là 450 bao ship nha. 450.000. Rồi, xuống cây luôn. Số 29 là một cây Mỹ Cam. Mỹ Cam. Bông hoa rực rỡ nha cô chú anh chị. Cái này có ghép Mỹ Vàng không? Dạ không. Cái này là Mỹ Cam Green ha. Dạ. Nguyên Green, không có ghép. Cao là 40. Tán ngang là 50. Đây, hoa nó nè. Nó muốn lên sọc một bông luôn này. Đây nè. Bông nó lớn vậy nè. Đây. Cái này nó bị sọc. Sọc này là có một cánh mọc à. Rồi, đây. Hoa quá xa hoa luôn rồi. Cây một cốt. Nó dính luôn rồi. Này đại diện đi khỏi đó đi. Ngón tay này đi. Ngón trỏ đi. Dạ ngón trỏ đi. Túa chi cành ra vậy đó. Rồi mã số 29 giao lưu với bà con là 350 bao ship nha. 350.000. Rồi xuống cây luôn. Quả xa hoa luôn rồi. Rồi mã số 30. Bông rực rỡ nữa rồi. Dạ cao là 60. Tán ngang là 50. Đó sang vòng lên. Ủa lô này rất bông không. Quả xa hoa luôn rồi. Nè. Xây giáp luôn, xây cho qua luôn đi. Anh thấy cái cây này hình như nó cũng có chạy sọc ra cánh này nè. Đây sọc nó là sọc dưa. Sọc dưa đây. Một cốt thoát thân khoảng 5 cm. Dạ hoành 5.
5 luôn. Hoành 5. À. Rồi mã số 30 giao lưu cho con là 400k bao ship nha. 400.000 bao ship. Rồi xuống cây. Giá mềm nha bà con, hợp lại luôn. Rồi mã số 31 là một cây mít cam nha bà con ơi. Giá cao là 66. Giá ngang là 40. Đây hoa nè. Dòng mít cam hoa nó to dữ dằn. Lên bứt lên nụ. Đặc biệt cái chân nó đỏ nha bà con. Nè, chân nó tươi nha. Một cốt luôn. Cốt sạch. Rồi cũng 5 luôn anh đây. Hoành eo 5. Rồi. Giá luôn lên đây. Rồi mã số 31 giao luôn cho con là 350 bao ship nha. 350.000. Rồi xuống cái luôn. Rồi lên tiếp mã số 32. Đó cao là 70. Bán ngang là 50 nha con chú vậy. Đó bông nè. Lên mỗi trò mỗi bông. Cái này cũng một cốt luôn á. Rồi đây nè. Ở đây là 6. Hoành eo 6 luôn. Mày khui xuống rồi thoát thân. Còn có thoát thân nha. Đó, vậy đó. Rồi mã số 32 giao đúng với bà con là 350 bao ship nha. 350.000. Rồi xuống cây luôn. Mã số 33 là một cây mi cam. Quá sáng hòa luôn rồi. Giá cao là 55. Đấy ngang 50. Đây. Hoa nó vậy nè. Quá xa luôn. Búp nè. Cái này một cốt nè. Một cốt. Cái này mình đại diện sao đây? Đâu đó trên này, trên này đó, để đâu, nguyên, chỗ đi. Nguyên cái bè, nguyên cái ấy nó đi. Ừ, tổng này. Tổng này là môi. Môi, nó có những cái thân này mà con về dọn ra làm cái một cốt. Một cốt. Rồi mã số 33 giao lưu với bà con là 400k bao ship nha. 400.000 bao ship luôn. Rồi xuống cây. Mã số 34. 4 cũng cây mỹ cam. Mỹ cam luôn. Cao là 65. Mỹ cam cuốn đỏ nha con. Tán ngang 50. Rồi, phong tàn vậy đó. Nè, cái hoa nè. Hoa quá sát to luôn. Sao cái chân bông này nó đỏ quá. Nè, ở dưới này mà con còn nhảy nắp nó đỏ tươi luôn nè. Ừ. Nè, dưới này nó nhảy nắp từ dưới lên luôn. Nè, cái này nè, nó đỏ lòm nè anh ơi. Không hiểu. Thì tại cái dòng này nó lai ra Mỹ Hường chứ nó lai ra Mỹ đỏ mà. Mình đo cái tẩm cẩm đi. Ờ, tại một cốt mà nó nhảy lên nhiều thân à. Bỏ hai nhánh ra ngoài vậy. Rồi 8. Hoa này nó muốn nghiêng về hơi đỏ đỏ hơi ha. Nè, vậy nè. Rồi giá luôn lên đây. Rồi mã số 34 cho luôn với bà con là 400k rồi. 400.000. Mã số 34, mã số cuối cùng luôn hả? Dạ, mã số cuối cùng. Rồi cuối clip con xin chúc bà con xem video của anh Pháp HDV dễ nha, giờ lựa được cây ưng ý của mình nha. Dạ con xin chào cô chú anh chị. Rồi. Đây nguyên cái lô này hoa quá xá hoa luôn bà con ơi. Nhưng mà mình thích hôm nay là đặc biệt cái dòng hường sữa nè. Hường sữa hoa nó tê tái quá nè. Rồi kính chúc bà con có nhiều cái may mắn và sức khỏe ha. Mình tạm dừng cái clip và hẹn vào những cái clip giao lưu tiếp theo nha bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại nha.